Anh có việc thì cứ đi đi. Để anh đưa em về. Em phải đi ra đại lý lấy thêm ít hàng nữa đã. Vậy anh đi cùng em nhé. Hôm nay có cả chồng đi lấy hàng cùng hả Phương? Dạ vâng. Bình thường em vẫn một mình đi lấy hàng à? Vâng. Sao cồng cành với nhiều hàng thế này không thuê? Thuê cũng được, hơi tốn kém. Em cứ tranh thủ đi lại 2-3 chuyến là hết hàng. Với lại vừa tiết kiệm vừa ngắm phố phường luôn ý mà. Phương. Dạ. Em vào mở kho đi. Danh nó gọi em mà. Nó gọi cho anh từ sáng đến giờ để hẹn gặp. Hết cả pin rồi. Hey, đi ra. Thôi anh cứ để đấy em. Chú ấy gọi nhiều thế chắc có việc gấp đấy. Anh đi luôn đi. Không sao. Để anh giúp em rồi anh đi nhé. À, em tháo giúp anh cái dây. À, vâng. Đưa anh đi anh. Hai thùng này nặng lắm. Cái thùng đó cũng nặng, em để đấy. Xong hết việc rồi ạ. Anh đi đi. Ừ, vậy anh đi một lúc nhá. Vâng. Ơ, anh này. Hả? Anh có cần phải mang mũ bảo hiểm đi không ạ? Không, không cần. Anh đi nhá. Uống trà sữa không? Em mua. Đang được mua 2 tặng 1 cho Trâm Anh ké. Chị thích ăn ốc không? Chị em mua cho.